Bụi quá nha. Lăn mau hay là lăn lọt đấy. Đây là lớp sơn lót đấy. Cái gì 40 rưỡi? 5 mét. Nếu mà bẻ được cái nào kia thì anh giống như cái cô này rồi này, cô này cô tự sơn này.
trông đẹp đấy. Bên kia là phao, phao góc tường, góc trần. Sao quét được em? Ủa? Nó là vẽ mà. Gì nhở? Họa sĩ. Ủa, mày biến chị vô đây à? Thank you.
nó đang bơm lên đẹp. Ờ, cái nền em để nguyên đây, chỉ hợp vẹn. Có chứ, bông đưa con vẽ. Vẽ theo cánh cho nó. Học như kiểu mà học trẻ con học tô tranh ấy, tranh vẽ đây. Đấy, em đi làm làm mỹ thuật đây. Lồng lẫy luôn. Nguy nga tráng lệ luôn, đơn giản. Đối với em là hơi nặng nhọc. À, em chỉ làm mảng lớn thôi, còn cái hoa lá cây cành em xíu. Với da nắng đen xíu. Sắp xong rồi, 97% rồi. Đấy. Yeah. Động lại chưa? Mai một ngày lắp cửa nữa, vệ sinh công nghiệp nữa là gọn. Ready?